Diệu Nhi cầu hôn chỉ 7 giây nhưng phải mất 7 tháng để lựa váy cưới. Quá trình đi thử váy cưới trước ngày trọng đại, khoảnh khắc nào cũng xuất sắc, cận cảnh nhan sắc vô cùng xinh đẹp của cô dâu Diệu Nhi trước ngày cưới cận kề. Chào mừng bạn đến với kênh tin tức 360 của gia đình Việt. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Đám cưới của cặp đôi Diệu Nhi, Anh Tú được xem là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất vào dịp cuối năm 2022. Từ khi chính thức công bố giấy đăng ký kết hôn cho đến phát thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp thì cặp đôi này luôn tạo được dấu ấn riêng biệt. Cách đây vài ngày, Diệu Nhi đã tung một số hình ảnh trong buổi thử váy cưới khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì màn lột xác quá ấn tượng. Trong mắt khán giả, Diệu Nhi là nữ diễn viên tài năng thế nhưng tính cách lại vô cùng hài hước, lầy lội. Khi Diệu Nhi xuất hiện trong bộ váy cưới nền nã, nhẹ nhàng và xinh đẹp như một nàng công chúa, khiến mọi người phải wow lên thì vẫn có nhiều khán giả đùa rằng, trông Diệu Nhi dịu dàng như thế dù đẹp thật nhưng chưa quen. Mới đây, cô dâu tháng 10 khoe toàn cảnh buổi thử váy cưới ở một tiệm áo cưới nổi tiếng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Diệu Nhi đã đăng tải trên YouTube đoạn vlog về buổi thử váy của cô. Cô cho hay, cầu hôn chỉ mất 7 giây nhưng phải mất 7 tháng để lựa chiếc váy cưới ưng ý nhất. Trong clip không có sự xuất hiện của anh Tú và để lựa được những chiếc váy xinh đẹp nhất, cô nàng đã nhờ đến sự trợ giúp của stylist riêng. Bà xã anh Tú hài hước chia sẻ với nhân viên về mong muốn lựa váy cưới. Tôi thích đơn giản thôi chứ không thích quá kiêu sa, lấp lánh vì khi nhìn vô đã thấy tôi có nét đẹp sẵn rồi. Yêu cầu của Diệu Nhi là ngoài lựa chọn được chiếc váy cưới phù hợp với vóc dáng của cô, còn phải có chất liệu thoải mái, giúp dễ dàng di chuyển, hoạt động. Nữ diễn viên và stylist Phạm Bảo Luận chọn váy cùng để có những bộ đầm lộng lẫy nhất. Trong clip, Diệu Nhi thử 5 mẫu đầm cưới khác nhau. Phía đầu tiên là váy cưới 2 dây, điểm nhấn là phần lưng được khoét sâu, giúp cô dâu khoe thân hình quyến rũ. Chiếc váy thứ hai có kiểu dáng cúp ngực điệu đà, được làm từ vải tuyên và lưới lấp lánh. Diệu Nhi phối đầm với phụ kiện gồm vương miện, bông tai đá. Chiếc váy thứ ba trễ vai, có phần tay dài và bồng bềnh, giúp tạo sự nữ tính, lộng lẫy cho cô dâu. Váy thứ bốn cầu kỳ nhất, phần cúp ngực được cách điệu cùng chiếc băng đô lớn với họa tiết rèm hoa. Chiếc váy cuối cùng là đầm ngắn kiểu dáng đơn giản, vải trần cao cấp với điểm nhấn khăn voan phong cách cổ điển, giúp cô dâu trẻ trung, năng động nhưng không kém phần sexy. Chiếc váy trễ vai, bồng bềnh giúp cô dâu thêm phần nữ tính, mẫu đầm cúp ngực cách điệu với họa tiết rèm hoa cầu kỳ, bước ra từ sau tấm màn che của phòng thử đồ, Diệu Nhi xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa. Chỉ mới là buổi thử váy cưới mà Diệu Nhi đã xinh đẹp như thế, nhiều người đoán rằng đến ngày cưới chính thức cùng với phần mắt cúp cô dâu, Diệu Nhi sẽ còn lộng lẫy hơn rất nhiều. Xem màn thử váy cưới đầy ấn tượng của Diệu Nhi, các fan tấm tắc bình luận trước vẻ ngoài lộng lẫy của cô dâu Diệu Nhi. Công nhận lúc chị mặc váy cưới trông rất điệu đà, đầm thắm và đẹp, không có lầy lội như bình thường, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Nhìn váy đơn giản nhưng lại sang và đẹp nha, chúc mừng Diệu Nhi và anh Tú. Xin quá chị ơi, chúc mừng chị nha, em nôn đến ngày cưới của anh chị lắm. Chúc chị trăm năm hạnh phúc, chị là cô dâu đẹp nhất lòng em. Trời ơi, tôi xỉu, em chờ ngày này lâu lắm rồi, chưa bao giờ thất vọng khi làm fan của anh chị. Dưới sự hỗ trợ của stylist Phạm Bảo Luận, bà xã anh Tú cũng đã tìm được những chiếc váy ưng ý. Khi diện trên mình những thiết kế tinh xảo và kỳ công này, Diệu Nhi trông cực kỳ xuất sắc, nhan sắc cũng như thăng hạng lên hẳn. Ở thời điểm hiện tại, sắc vóc của cô dâu tháng 10 vẫn đang nhận được rất nhiều lời khen từ đông đảo khán giả. Song song đó, nhiều người cũng mong muốn được nhìn ngắm Diệu Nhi trong chiếc váy cô dâu lộng lẫy và xuất sắc nhất. Đám cưới của cô và anh Tú cũng được quan tâm hơn cả. Chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đám cưới được mong chờ nhất tháng 10 của cặp Diệu Nhi, anh Tú sẽ chính thức diễn ra. Thời gian này, Diệu Nhi tích cực túc tác bản thân để trở thành cô dâu đẹp nhất. Gần đây, người đẹp cũng cập nhật hình ảnh mới nhất tập bộ môn Pilates để độ body, giữ dáng nộp. Diện bộ đồ tập âm sát, thực hiện những động tác khó nhằn, bà xã anh Tú phô diễn được đường cong hình thể mướt mắt. Trước đó từng có thông tin Diệu Nhi bí mật sinh con đầu lòng cho anh Tú, dù chưa lên tiếng công khai nhưng nữ diễn viên hài nhiều lần úp mở thừa nhận có baby. Nếu vậy thì quả thật mẹ bỉm Diệu Nhi lấy lại vóc dáng cực nhanh sau sinh, như thời son rỗi. Bên dưới bài đăng, Niti ZN đồng loạt xin ví dáng đẹp của nàng dâu Vi biết tương lai, một số fan lầy lội còn tung chiêu ghép hình thần tượng vô cùng hài hước. Chứng kiến những màn photoshop hài hước, chính chủ còn phải lên tiếng, mình không có nhờ ghép ảnh nha. Cách đáp trả fan của nữ diễn viên càng khiến cô trở nên dễ thương, ghi điểm trong mắt mọi người. Ngoài bộ môn Pilates, bà xã anh Tú còn chăm chỉ giữ dáng với yoga thảm và yoga dày. Dù bận rộn, Diệu Nhi vẫn chăm chỉ tập thêm cả tập gym để sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Thông tin Diệu Nhi và anh Tú chính thức khoe giấy đăng ký kết hôn đã gây bão cõi mạng. Vừa qua, thiệp cưới của cả hai đã được hé lộ khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.
Đồng thời, trong ngày mùng 10 tháng 10 sắp tới, Diệu Nhi và Anh Tú cũng sẽ chính thức tổ chức ngày trọng đại với dàn khách mời cực ấn tượng. Những ngày qua, Diệu Nhi và Anh Tú tất bật chuẩn bị cho ngày quan trọng. Cặp đôi đã tận tay đưa thiệp cưới đến dàn khách mời đình đám của showbiz Việt như Ngọc Trinh, Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Sam, Lê Dương Bảo Lâm, Ai Dắt, Ninh Dương Lan Ngọc, Trường Giang, Đồng Nhi. Ngoài ra, cặp đôi còn khiến nhiều khán giả thích thú khi in hẳn một bộ cạc bo gốc để tặng cho bạn bè, đồng nghiệp. Chưa đầy 2 tuần nữa, đám cưới của Anh Tú và Diệu Nhi sẽ chính thức diễn ra tại Phan Thiết. Bên cạnh hai nhân vật chính, khán giả cũng vô cùng trông đợi sự xuất hiện từ các khách mời. Ủa, chúng ta lại gặp lại nhau nè. Ủa, lại là mọi người hả? Ủa, em còn được mời nữa hả? Đó chính là số cuối cùng mời mọi người rồi chứ. Ủa, chị Tâm nè. Ủa, mọi người ơi, khán giả khán giả kìa. Đây là khán giả rồi, cảm ơn mọi người. Chương trình này chương trình gì vậy? Biệt tài tiếng Hàn. Anh khá là hụt hẫng. Anh không nghĩ là không. Anh khá là hồ hởi. Anh không nghĩ là lại gặp lại những người em, những người đồng nghiệp rất là dễ thương như vậy. Vui lắm anh. Vui lắm. Huy cảm thấy như là lần gặp lại Nhi lại Bình á, giống như lần đầu tiên vậy đó. Mọi ký ức Huy không còn nhớ gì hết. Tại vì thương quá mà. Không nhớ được ký ức. Nhưng mà ra rất là vui bởi vì Nhi với lại Bình là hai khách mời mà phải nói là có cái sự duyên dáng kinh khủng khiếp, với lại nữa là rất là thông minh. Đẹp nữa. Nhi đẹp lắm. Cảm ơn anh. Mình tiếp chương trình đi sao? Mình tiếp tục chương trình nào? Diệu Nhi. Dạ. Tâm lý của em thế nào? Thật sự mà nói thì quý vị khán giả thân mến, Diệu Nhi cảm thấy rất là vui khi một lần nữa là đến với chương trình Biệt Tài Tí Hon. Không phải là Diệu Nhi rảnh ế xô mà cứ tham gia một chương trình này hoài đâu. Ai hỏi vấn đề. Tại vì em phải nói cho khán giả hiểu. Diệu Nhi thích chương trình này lắm, cũng như là thích những cái bé trong chương trình này. Lúc nào tham gia cũng mong muốn là biết được thêm nhiều bé, cũng như là những cái biệt tài của các bé vậy. Và đồng thời lại tiếp tục ngồi với anh Thành một lần nữa trong đêm ngày hôm nay. Cho nên là Nhi rất là vui khi được đồng hành cùng với anh Thành. Dạ. Anh cũng ngạc nhiên quá. Dạ, em vui lắm khi gặp lại chị Sam ạ. Ủa? Mọi người không phải vui hết trơn. Như vậy là... chắc là lại tiếp tục với nhau rồi anh Bình không. Và anh Huy, tại vì mỗi tập một chương trình á là không thể nào trùng lặp lại, mình có sự thay đổi. Đúng rồi, mình có sự thay đổi. Nên bây giờ là Nhi nè qua đây với là Bình đúng rồi. Y chạy đi. Ồ, vậy có được không? Được không? Vậy được. Được hả? Vậy được mà, đi về. Anh thích không? Anh thích lắm, anh vậy thích đi lắm. Về. Tâm lý rồi. Được luôn hả? Xác suất của đội anh thắng là tính. Gì nó hết muốn chơi rồi. Sao kỳ vậy ta? Xác suất của đội anh thắng tính thời điểm hiện tại là 10% rồi đó. 20 số 10% là nhiều chứ bộ. Anh ngồi đi. Không sao đâu. Anh hứa ngày hôm nay là đội mình thua nữa. À không. Anh hứa ngày hôm nay đội mình thắng nữa, không thua đâu, yên tâm đi. Đội em ổn định lắm, tại vì bé Nhi á tính em gái em biết mà, khi mà vậy vui. Cuối cùng là bên này cũng đẩy trả gì đây nè. Hàng miệng. Trời ơi trời, dạo này anh bị rối loạn tiền đình mấy em ơi. Anh sợ mấy người nói nhiều lắm. Ngày hôm nay thì đội chiến thuật là Huy sẽ không phải là người phân tích nữa. Nhi sẽ là người phân tích, Huy là người quyết định. Còn bên kia thì Huy nghĩ là anh Thành sẽ là người lắng nghe thôi. Bình sẽ là người quyết định. Không, sai. Sao vậy Bình? Chiến thuật sao Bình? Chiến thuật cái vòng này nó vô tâm lý nữa rồi đó. Rồi. Tôi mình là... bắt đầu đi hả? Bắt đầu chương trình đầu tiên đi. Quan trọng là mình có vui vẻ khi mà ngồi vị trí này luôn nè. Trời ơi, ngồi chung với em gái anh vui lắm. Nhìn mặt anh nè, vui. Vui lắm. Vậy là đã chốt. Bạn tôi. Hai đội mình đi. Yeah. Người ta yeah, kìa mình yeah luôn đi. Yeah. Yeah. Chơi đi, chơi đi em, chơi đi. Hào hức quá nè. Bây giờ đã ổn định chỗ ngồi rồi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu chương trình được chưa nhỉ? Dạ được rồi chị. Mấy người làm màu vậy hay thua lắm nè. Yeah yeah rồi. Ok. Hay quá. Con ơi, con thấy cô Diệu Nhi á hả? Có diễn hay giống con không? Dạ diễn hay. Diễn hay. Cảm ơn con. Rồi bây giờ về với đội cô luôn ha. Ê. Mà giuột tay mạnh lắm. Cái giọng nè.
chưa chọn mà. Chưa chọn mà. Nè, học người ta đi. Cái gì nó phải từng khâu rõ ràng. Đi về đi, chưa có chọn. Chưa vừa. Đó, hồi nãy đó là bốn cô chú đã ra nhảy múa chung với con hết trơn rồi. Con thấy là con yêu thích cô chú nào nè? Con gái ơi, bạn nhỏ ơi, có thể bớt vỗ tay cho tôi tịnh tâm tôi nói được không? Trời ơi, người ta có effect, effect. Bạn nhỏ ơi. Dạ, con muốn chọn rồi. Chú ngồi kiếm quê à. Cô dẫn đi. Cảm ơn con. Em định cản cho anh rồi mà không kịp. Ủa, chúng tôi có làm gì sai à? Bạn không sai gì, bạn không sai. Chú Đăng Hằng ơi, chú Đăng Hằng ơi, lâu chú Đăng Hằng nói đúng cái của con diễn bây giờ chứ người cái người phải thắng chứ sao? Là sao? Cái logic kỳ vậy ta? Đâu có, chú Đăng đúng mà. Chú Đăng đúng, con là ai mà? Bây giờ đó bé nó lộn, nó lộn. Thôi được rồi, con đừng có lộn, không phải. Con gái ơi nè, con phải nói là con có một người thắng để rồi xong có một người thắng nữa cho đồng quê. Thì đúng rồi, ý bé là vậy đó. Thì bên anh thắng có được vụ đoán rồi thì bên em trật vụ đoán, nhưng mà con bên em trúng cái vụ này. Cái vụ kia với cái vụ này cái vụ nó khác con nhau ơi. Lắm con. Chú biết là con có ghét chú này vì những cái vụ vỗ tay xàm đế, mất thời gian, cái mà người ta gọi là không khí thừa thải đó đó. Nhưng mà chú biết là con còn dành tình cảm cho chú đúng không? Con ơi, con nhìn vô máy quay nha con. Mình kêu gọi hãy nhớ mình chọn cho mình nha con nha. Dạ, con tên là An Nhiên, con 6 tuổi. Hãy bình chọn cho con để con vô vòng trong. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn con.